Hi mọi người, mình là Diệp đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh ảnh trên iPhone mà chụp bằng cam thường luôn. Mình thấy nó siêu đẹp mà mình đã chỉnh qua rất là nhiều ảnh rồi và mình thấy nó rất là ok nên là mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà mọi người thấy công thức này đẹp thì mọi người có thể làm theo mình nha. Thì không nói nhiều nữa, sẽ vào luôn nha. Và thứ đầu tiên mà mọi người cần để có thể chỉnh ảnh được thì chính là cái điện thoại đúng không nào? Và phải là dòng iPhone nha. Ở đây thì mình không có điện thoại thì mình sẽ dùng iPad mọi người ạ. Nhưng mà mọi người yên tâm là iPad của mình là dòng iPhone nên là tất cả những thứ mà có ở trong iPad thì chắc chắn là sẽ có ở iPhone của mọi người. Tại vì điện thoại mình đang quay ấy, nên là mình không thể nào mà chỉnh trên điện thoại được, nên mọi người yên tâm nha. iPad với lại iPhone của mọi người cũng giống y hệt nhau á. Ok thì vào luôn nhá. Trước tiên thì chúng ta sẽ vào mục ảnh này. Và mọi người sẽ phải có sẵn những bức ảnh mình đã chụp rồi, hoặc là mọi người chụp xong rồi đi công thức của mình về và chỉnh cũng được. Ở đây thì mình đã có những bức ảnh mình đã chụp sẵn rồi. Đây, mọi người có thể thấy là màu của nó không được đẹp cho lắm, kiểu như là nó cứ vàng vàng thế nào ấy mọi người ạ, nó không đều màu á. Nên là bây giờ thì mình sẽ chỉnh cho nó đẹp hơn một chút. Thì bây giờ thì chỉnh luôn nhá. Đây, mình đã có 1 này, 2 này, 3 này, 4 bức ảnh ở đây. Nên là mình sẽ chọn ra một bức ảnh may mắn để mình chỉnh ảnh nhá. Mình nghĩ là mình sẽ chỉnh ảnh này. Đây là góc nghiêng của mình nhá mọi người. Mình chả bao giờ chụp ảnh góc nghiêng mà đây là ảnh đầu tiên mình chỉnh góc nghiêng nên là mình sẽ chỉnh luôn bức ảnh này nhá. Ok thì mọi người bấm vào ảnh này, xong rồi mọi người thấy sửa ở trên góc bên tay phải không? Thì mọi người bấm vào chữ sửa này. Sau đó thì mọi người đợi nó load ảnh xong. Load ảnh thì nó sẽ có một cái gọi là cái dãy này để mọi người chỉnh á, để mọi người chỉnh màu trên iPhone á, thì máy nào cũng có thôi mọi người, vào thì chắc chắn sẽ có nha. Ở cái dãy này á thì cái chỗ đầu tiên ý nó sẽ là tự động, có chữ tự động có nghĩa là nó sẽ tự chỉnh tự động màu cho mọi người, nhưng mà mình thấy nó không khả thi lắm bởi vì nó không có đẹp lắm và nó không hợp mắt mình á. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể thử chữ tự động đó nha. Còn bây giờ thì chỉnh theo công thức của mình luôn nhá. Đầu tiên thì là phơi sáng thì mọi người sẽ, cái này rất là đặc biệt nha, mọi người phải nhớ nha. Phơi sáng thì mọi người sẽ để cho nó đến mức tối, đến mức sáng nhất có thể, có nghĩa là lên đến 100 luôn, mọi người để lên đến 100 luôn, mọi người yên tâm. Tin mình là nó sẽ đẹp nha, mọi người sẽ để nó đến 100 này. Sau đó thì cái ở dưới sẽ là độ chói, mọi người sẽ để cho mình là 14, kéo lên này. Kéo lên đến 14. Sau đó thì mọi người xuống dưới sẽ là vùng sáng mọi người sẽ để cho mình là -59 nha. -59 là lướt lên nha mọi người, vừa nãy là kéo xuống rồi thì bây giờ là lướt lên, sẽ là -59. Mọi người không cần là quá chính xác là -59 đâu, bởi vì mình nghĩ là -58 cũng được, nhưng mà nếu mọi người thấy công thức mình đẹp thì nên sẽ để y hệt giống mình nha, sẽ siêu đẹp luôn, yên tâm. Vùng sáng xong rồi thì mọi người sẽ chuyển xuống dưới này. Xuống dưới sẽ là vùng tối thì mọi người sẽ để cho mình là 10 nhá. Kéo lên đến số 10 nhỉ. Tiếp theo là ở dưới sẽ là tương phản thì mọi người cho mình là -15. Tương phản là -15 nha. -15 mà. Rồi, -15. Xuống dưới thì sẽ là độ sáng nhá. Độ sáng thì mọi người sẽ để cho mình là 11. 11, ok. Ở dưới nữa sẽ là điểm đen thì mọi người sẽ để cho mình là 11 luôn nha. Ở dưới sẽ là độ bão hòa thì mọi người sẽ để cho mình là -11 nha. -11. Rồi, sau đó là độ tươi, ở dưới sẽ là độ tươi nha. Độ tươi thì mọi người sẽ để cho mình là -52 nha. Âm là ở dưới mọi người. -52 mà, không phải -51, trời ơi. Rồi, ở dưới sẽ là độ ẩm nha mọi người. Độ ẩm mọi người sẽ để cho mình là -13. Đúng rồi, -13, mọi người sẽ để cho mình là độ ẩm là -13 nha. Kéo xuống dưới này, 13, dừng lại, ok. Tông màu thì mọi người để cho mình là 11. Ok, thế là xong hết rồi á mọi người. Thế là còn một bước nữa thôi là xong rồi. Ở dưới sẽ có là độ sắc nét này, độ nét này, khử nhiễu,
và độ sáng viền. Mình thì mình thấy ảnh mình đã rất là nét rồi và không có nhiễu gì hết, nên là mình sẽ để im như thế, mình chỉ chỉnh màu thôi. Còn nếu mọi người thấy là ảnh mọi người nó khá là nhiễu á, hoặc là nó khá là mờ á, thì mọi người sẽ chỉnh cái này nha, còn mình thì không. Rồi, đến bước cuối cùng này mọi người. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ lướt lên nha. Mọi người nên nhớ là lướt lên. Ở iPhone sẽ là lướt ra ngang cái này này, còn ở máy mình thì sẽ là lướt lên thế này, lướt lên này. Thì mọi người nên nhớ là lướt thật sự là chậm rãi nhất có thể, như mình vừa nãy á, tay nhân hơi não á, bấm một cái là mất luôn, em phải chạy từ đầu. Nên là mọi người sẽ lướt chậm nhất có thể nha, lướt thế này. Và mọi người bấm vào chỗ phơi sáng là cái dòng, cái thứ hai á, là khi hồi nãy mà mình đã cho mọi người, mình đã bảo mọi người là chỉnh hết cỡ có thể là 100 á, thì bây giờ mọi người sẽ bấm vào. Từ từ, lại. Và kéo xuống dưới nhỉ. Mọi người thấy sự khác biệt chưa? Kéo xuống dưới nhỉ. Đây là y nguyên này. Nó sẽ không đẹp, chưa đẹp chân lắm đúng không? Mọi người sẽ kéo xuống dưới nữa. Đó. Mọi người thấy sao? Đẹp chứ? Đây là cái khi mà mọi người đã chỉnh xong rồi á, thì mọi người sẽ chỉnh độ phơi sáng theo ý thích của mọi người nha, theo con mắt mọi người nhìn á. Thì đây khi mà nó tối và nó sáng đây này, thì tùy theo mọi người nhìn nha, mọi người nhìn thấy nó như nào đẹp á thì mọi người sẽ chỉnh như thế. Còn mình thì mình sẽ chỉnh theo của mình nha. Độ phơi sáng của mình thì sẽ để là -26 theo mắt mình nhìn và theo ảnh mình đây nha, sẽ là -26 nha mọi người. Và mình sẽ chỉnh lại qua một chút ở dưới nha, tại vì mình thấy chưa thuận mắt cho lắm á. Mọi người cũng thế, mọi người chỉnh theo công thức của mình, và nếu mà thấy chưa thuận mắt cho lắm thì mọi người có thể chỉnh lại nha. Đó, mình chỉnh lại là vùng sáng của mình là -38 thôi, còn tất cả ảnh mình thì mình thấy nó rất là ok rồi. Mình sẽ bấm vào xong nha, xong là ảnh sẽ được lưu luôn đó mọi người. À chưa, trước khi bấm vào xong thì mình sẽ cho mọi người xem lại ảnh gốc. Ảnh gốc, mọi người muốn xem lại ảnh gốc á, mọi người chỉ cần bấm vào màn hình thế này này là có thể xem lại ảnh gốc. Đây nha. Đó. Ảnh gốc và ảnh chỉnh cũng khá là khác nhau đúng không mọi người? Ảnh chỉnh rồi thì da mình sẽ mịn hơn và màu nó sẽ tự nhiên hơn, kiểu như là khi mà mình chỉnh ảnh ấy thì mình chưa bao giờ mình kiểu bóp mũi hay là bóp mặt hay là cầm vi lai các thứ. Mình chỉ muốn chỉnh cái màu của nó trông nó kiểu thuận mắt hơn, đẹp hơn, để khi mà đi ra đường thì mọi người có thể nhận ra mình. Mình chỉ muốn chỉnh thế thôi mọi người ạ. Đó, thì khi mà mình chỉnh xong rồi thì mọi người có thể bấm lại ảnh để mọi người xem lại là ảnh cũ của mình và ảnh mình đã chỉnh. Còn xong rồi thì mọi người sẽ bấm chữ xong nha. Chữ xong sẽ ở bên phải màn hình ở trên cùng này. Bấm vào chữ xong. Đó, là hoàn thiện ảnh rồi. Còn một bước này, hai nhỉ, ba bước này thì mình sẽ chỉnh lốt. Đây, bước này mình chỉnh rồi và mình thấy cực kỳ ưng ý luôn mọi người. Mình đã chỉnh khá là nhiều bước trên điện thoại của mình rồi, mình thấy nó siêu ok, nên là mình đã giới thiệu cho mọi người cách chỉnh ảnh iPhone thế này. Và đây là ảnh mà hai ảnh mà mình đã chỉnh và mình thấy tâm đắc nhất, nên là mình đã đăng lên Face rồi, rất là xinh đúng không mọi người? Và đó là bức ảnh của mình đã đăng trên Face rồi. Và mọi người có thể theo dõi Face của mình. Face của mình thì có để link ở dưới phần mô tả nha. Mọi người có thể bấm vào đấy và theo dõi Face của mình. Mọi người sẽ thích cái bức ảnh nào mà mình đã đăng mà mọi người thấy đẹp á, thì mọi người có thể nhắn tin cho mình hỏi mình công thức chỉnh ảnh. Mình hứa là sẽ tận tâm chỉ bằng cách chỉnh ảnh thật là đẹp luôn. Bởi vì mình là con gái mà đúng không mọi người, thì lúc nào cũng cần chỉnh ảnh cho xinh xắn đáng yêu nên chứ ảnh xấu cũng hơi ngại đúng không mọi người? Nên là mọi người có thể hỏi mình cách chỉnh ảnh đẹp nha. Và mình thấy đây là cách chỉnh ảnh trên iPhone rất là đẹp và dễ dàng, nên là mình chỉ cho mọi người. Sẽ còn nhiều cách chỉnh ảnh đẹp nữa, nếu mà mình biết thì mọi người yên tâm là mình sẽ chỉ cho mọi người tận tình luôn. Và đó là cách chỉnh ảnh trên iPhone cực kỳ đẹp mà mình biết, mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè và hơn nữa nếu này kênh để ủng hộ mình ra những clip tiếp theo nha. Bye mọi người, bye.